Vâng, chào anh cùng đến với trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ tư. Hitty đến từ game thủ Chip Boy. Bên kia có Iyakata Egypt AC. Iyakata Egypt AC là quân bên phía đối phương. Trong khi đó bên mình có Rome Hit Baby và cái gì đó. Vâng, Mạnh Hào cầm Roman. U98 cầm Maxe và Baby đến từ game thủ Không Được Khóc. Vâng, Baby đầu cánh, U98 trong cánh cầm Maxe, Mạnh Hào đầu cánh cầm Roman. Đã sẽ tiếp tục đến với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào chính là đội trưởng trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, cái anh lớn tuổi nhất. Thực ra đánh cũng gà thôi mà tôi tạm thời cho làm đội trưởng ngày hôm nay cái. Phải không ạ? Vãi quả đầu dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, đang để thua trận đấu đầu tiên và bật lại trong hai trận đấu vừa qua. Trận đấu đầu tiên các bạn có thể thấy rằng thua đơn giản là do ai bình luận thôi. Vâng, sau hai trận đấu mà mình vào bình luận thì nó khác biệt rất là nhiều. Dễ dàng là như vậy. Bước dò đầu tiên đến từ game thủ Mạnh Hào. Bài đã thấy rừng nhưng có voi luôn. Vâng, chớm bước dò cái là thấy đồ ăn. Sợ thật. Cắm cờ nông dân đi dò và tìm ra những bãi quả phụ. Bãi quả phụ sẽ gần bãi quả chính thôi. Có lẽ là sau bãi đá này sẽ có bãi quả phụ dành cho game thủ Mạnh Hào. Quan trọng là phải đưa voi và tìm mấy bầy hiệu đầu và đưa về càng sớm càng tốt. Đánh chém thì yêu cầu cao nhất đó chính là đồ ăn. Vâng, đồ lùa về. Đấy. Vâng. Vâng, tội đến cạn lời với tôi thôi. Anh Hào có cạn lời với Hải Mario không? À, Mạnh Hào bảo có. Vừa bảo đến đồ lùa về cái lại. Hay là thôi nhờ, Cami vào bình luận đi. Kinh thế hà rời. Vâng, nhẹ nhàng 5 voi. Nhiều khả năng còn là 6 con. Yếu đầu cũng đã thấy con voi đầu tiên. Và con voi thứ hai sẽ về luôn. Vâng, các anh còn bảo trận này Mạnh Hào chưa random. Vâng, trước khi vào trận đấu này Mạnh Hào cầm Min One cơ. Mạnh Hào nhá quân Min One. Nhưng vào trận random cho ra Roman. Khổ ơi, rồi hay lắm. Ok. Vâng, nông dân của Mạnh Hào nó hơi bướng. Câu voi, vâng nhiều voi quá đấy. Câu voi nó cũng hơi mất tay. Chết ngay một dân. Nó khó chịu với Mạnh Hào thật. Vâng, vẫn sẽ kích chín thôi. Anh em yên tâm đi. Đây bãi vàng đây. Đây sẽ là vị trí đặt BS đầu. Roman thì đặt S sớm thôi. Đi dò vòng nữa. Tiếp tục cầu vòi về. Mạnh Hào nếu như không chết dân sẽ là bài cân hai cánh này. Nhưng mà Mạnh Hào sợ rằng U98 không được chơi. Chết một dân cho nó cân. Vâng, thực ra ngày mai siêu kinh điển thì tôi bình luận cũng được. Nhưng mà có điều là tôi bình luận những trận siêu kinh điển thì nhiều khả năng sẽ bị chửi. Vâng, bình luận những kèo như thế này anh em còn chửi lên bờ xuống ruộng. Giờ ra bình luận kèo siêu kinh điển chắc ngất người. Đủ gạch xây cả thành phố Hà Nội này luôn. Đây là những kèo siêu kinh điển thì thôi tạm thời né. Vâng, phải né đạn. Những kèo đấy G-Man còn bị chửi cho nhấc người lên luôn. Đó là Hải Mario. 22 dân rồi. Bài 5 voi yêu đầu. 23 dân trừ 1. Cố gắng tìm bãi quả phụ khi mà Roman quả phụ gần quả chính mà vẫn chưa thấy. Có lẽ không cần thôi, ăn hiêu đi. Cắt dân ra ăn hiêu rồi. Con voi thứ 5 được đưa về nhà chính đến từ game thủ Mạnh Hào. Rất nhiều voi. Có điều là chết mất một dân thôi. Gặp sư tử không ảnh hưởng gì. Còn tầm này thì Mạnh Hào khỏe lắm rồi. Mạnh Hào thì kinh rồi. Cân cả sư tử luôn cho nó mát. Vâng, hiệu phụ 6 con. À 5. Nhầm. BB. Cái bên kia khóc sao rồi. Nhìn loáng thoáng cũng thấy voi về. Chúng tôi sẽ soi màn máy của Mạnh Hào. Để xem anh chém như thế nào và anh đòi cân đôi. Nghe vẻ rất hổ báo. Tin báo về màu 7 lên khá sớm. Và màu 7 là Không Được Khóc. Vâng, hay lắm. Và quả soi tham thần thánh của Không Được Khóc. Vâng, soi tham xong bảo màu 7 lên sớm lắm nhỉ. Và như vậy chỉ bên mình lên đời thôi, bạn không lên đời. Mạnh Hào và Khóc hai nhà đầu cánh lên đời sớm nhất bản đồ này luôn. Bắt đầu cắt dân đi ăn vàng. Sắp giò chưa nhỉ. U98 báo về bảo là thôi anh Hào cân 2 đi.
À vậy gặp màu 2. Công giáp cho ngựa giò của mình. Lực cũng không phải là thực sự khỏe cho Mạnh Hào, nhưng mà không có quả phụ cái bài này. Bo bãi vàng lại. Giò đã ra và đẩy giò đi luôn, màu 2 đầu cánh. Hải da đen nghỉ bình luận đi, ăn 6 trận thông rồi. Á đù. Đây rồi, xúc. Rồi giáp nữa. Màu 2 chết luôn. Ơ kìa, chọc đi em, đứng làm gì ấy. Egypt trong cánh này, chạy giò đi. Hai ông kết hợp chọc chết ông này đi. Đây rồi, có voi. Công giáp được, giáp lên được 80% rồi, gần xong rồi. Kìa, giò đội phương ra, chọc đi. Cứ ông ra ông vào. Không giáp thôi. Từ từ thôi, rèn giữ đi. Bài dâng rồi đến từ U98, ngựa chém đã sóc. Một P thủ. Đây là bãi vàng. Vào trong tìm Egypt đi. Đâm y vào nhà Egypt đi. Có y sẵn luôn đấy từ U98, được đấy. Đánh kinh nhá. Vẻ là khá bay để cho U98 buổi chiều ngày hôm nay khi được Hải Majo đèo từ nhà quán No 1 ra. Vâng, 12A trung liệt. Vâng, đủ hôm nay live U98 ra đến 12A trung liệt từ quán No 1 ra đấy. Và tôi cảm thấy một cuộc đời tôi nó đi xuống quá nhiều. Mình lại nó mà nó ngồi sau nó cứ rùi cui thúc vào đít. Khó chịu thật. Đây là nhà màu 2, Katha đánh thủ luôn. Vâng, lạc đà đứng thủ thì hơi khó đấy. Ơ, ăn voi thấy quả phụ. Cũng chỉ có thể là Mạnh Hào. Ông này bình luận chán quá, im mồm nghe tiếng game. Ok anh. Vâng, chúng ta cùng trở lại với trận đấu này khi màu 3 bên phía đối phương đã bị U98 chém chết luôn. Vâng, chip boy tham bao nhiêu. Bài cầm hit của chip boy. Vâng, khỏe nguyên, chưa ai động vào và đội bạn resize. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 4 dành cho T3A Game TV. Bài đánh rất bay đến từ Mạnh Hào và U98 ở cánh này. Trong khi đó cánh kia không quay máy, không khóc và không khóc, có vẻ như đang cay cú và đập bàn phím. Vâng, khóc cũng chém bay cánh kia luôn. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 4 dành cho T3A Game TV. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Vâng, đùa chứ. Vâng, tôi không biết phải nói thế nào. Kami bình luận thua 4 trận. À, bình luận thua 3 trận. Mình vào... Kami bình luận thua 2 trận. Tôi vào bình luận thua 2 trận đầu, sau đó thắng lại 7 trận thông. Ôi giời ơi. Vâng. Thế mà vẫn còn có anh bảo thôi mày đừng bình luận nữa để tao nghe tiếng game. Và anh cũng chờ đợi đến với trận thiếu thứ 2 trong trận đấu thứ 4. Vẫn rất đỏ để cho Hải Mazio. Thắng 7 trận thông rồi.